kính chào quý vị các bạn. Trong ngày hôm qua, tại Bắc Bộ trời đã chuyển nắng ráo vào ban ngày. Nắng nóng cục bộ đã xuất hiện trở lại ở tại khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, với nhiệt độ ban trưa tại một số nơi như là ở tại khu vực Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình đạt tới mức là từ 35 cho đến 36 độ. Trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục khô ráo, nắng nóng cục bộ vẫn xảy ra ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở mức là từ 33 đến 36 độ. Tuy ở đất liền thời tiết khô ráo, nhưng hiện tại ở tại khu vực Biển Đông đang có mưa lớn, gió mạnh do cơn bão số 2 đang hoành hành. Cơn bão này diễn biến khá phức tạp, quý vị nên theo dõi sát các bản tin thời tiết để có kế hoạch phòng chống và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Với các tỉnh Trung Bộ, trong ngày hôm nay thì suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Con Cuông, Quỳnh Lưu ở Nghệ An hay là Hương Khê ở Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất còn có thể chạm tới ngưỡng là 38 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nắng sẽ bớt gay gắt hơn. Nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ tại một số tỉnh thuộc phía Bắc như là ở tại khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đến chiều tối mưa dông có thể xảy ra cục bộ với lượng không nhiều và trong thời đoạn ngắn. Trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam được nhận định là vẫn có cường độ khá mạnh, nên tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì mưa vẫn xảy ra ở diện nhiều nơi. Đặc biệt là tại các tỉnh ven biển như là ở tại khu vực Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng vẫn xảy ra mưa vừa và dông, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Do mưa nhiều nên ban ngày số giờ nắng giảm, nhiệt độ cao nhất ở tại khu vực Nam Bộ chỉ phổ biến từ 30 đến 33 độ, khu vực Tây Nguyên là từ 29 cho đến 32 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết ngày hôm nay ở tại thủ đô Hà Nội cũng chưa biến đổi quá nhiều so với 24 giờ trước. Trời ít mây và có nắng nhiều vào ban ngày. Trời khá oi nóng vào ban ngày với nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng là 35 cho đến 36 độ. Tuy nhiên, theo nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết, thì nắng ráo sẽ không kéo dài lâu. Từ ngày mai tại Bắc Bộ cũng như là ở tại thủ đô Hà Nội sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rào và dông. Vì vậy, quý vị nên tranh thủ ngày nắng ráo này, dọn dẹp và gia cố nhà cửa, khơi thông cống rãnh để tránh tình trạng mưa nhiều dẫn đến ngập úng trong những ngày tới. Trong ngày hôm nay ở tại Việt Trì, thời tiết cũng ít có sự biến đổi. Trời khá oi nóng vào ban ngày, độ ẩm ban trưa giảm thấp, cường độ nắng trong ngày mạnh nhất là từ 11 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng là 35 cho đến 36 độ. Thời tiết có nắng ráo nên khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, từ ngày mai, nhiều khả năng là mưa dông sẽ lại xuất hiện. Thời tiết từ nắng chuyển sang mưa không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của quý vị, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Thời tiết ở tại thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay tiếp tục khá thuận lợi, trời phổ biến là khô ráo và có nắng vào ban ngày. Cường độ nắng trong ngày cũng không quá gay gắt với nhiệt độ ban trưa vào khoảng 34 độ. Từ chiều thì gió từ biển thổi vào làm bầu không khí chuyển dịu mát hơn. Đến 7 giờ tối nhiệt độ hạ dần xuống ngưỡng khoảng 26 đến 27 độ. Thời tiết nói chung khá thuận lợi cho giao thông cũng như các hoạt động du lịch tham quan của du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Đến với thành phố Đà Lạt, trong ngày hôm nay trời có nắng mưa đan xen trong ngày. Thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 25 độ. Càng về chiều tối thì mưa sẽ tăng dần về cường độ và trong cơn mưa dông có thể kèm theo sấm sét và gió mạnh. Người dân cần đặc biệt lưu ý, khi có mưa dông lớn nên trú tránh ở những nơi an toàn, tuyệt đối không được trú dưới gốc cây và không sử dụng điện thoại khi có sấm sét. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay thì mưa vẫn xảy ra nhiều, trong ngày chỉ có nắng yếu gián đoạn với nhiệt độ ban trưa khoảng 32-33 độ. Từ trưa chiều thì mây đen sẽ kéo đến và trút xuống những cơn mưa rào và dông. Mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn có thể gây ngập úng ở một số tuyến đường trũng thấp. Quý vị nên đặc biệt lưu ý, chọn cho mình những lộ trình thích hợp để tránh tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng. Với thành phố Cần Thơ, cũng do tác động của gió Tây Nam dầu ẩm nên trong ngày hôm nay xác suất xảy ra mưa khá cao, cơn mưa liên tục xảy ra từ trưa chiều và trong cơn mưa có thể kèm theo sấm sét và gió mạnh. Do có mưa nên tiết trời trong ngày cũng khá mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ. Quý vị và bà con cũng nên đặc biệt lưu ý là có biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp, tiêu thoát nước hợp lý để tránh thiệt hại do điều kiện thời tiết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Chính Thật Số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại!